Ok ma. Cái đòn này dữ dằn không, y gì đâu bao vậy, dữ dội. Còn mình là hết hồn, đi cái là nhìn biết nguyên văn liền. Đi kìa, lắc này chạy trước rồi, sợ rồi.
cái đòn này dữ dằn không, y gì đâu bao vậy dữ giỏi. Còn mình là cũng hết hồn, đi cái là nhìn biết nguyên văn liền. Chuẩn bị quay chạy chị Tôn nha, anh nhớ đường này không? Tới lộ tẻ chị Tôn đó, là trước quẹo là tới lộ tẻ chị Tôn đó. Thì đi đường này không, đi đường nào? Kìa, nó phải kìa, tốt nốt. Biển chạy chi to cũng trên kìa. Rồi quay xuống. Đâm lên dưới này, đâm lên sao dễ im đó, cái thành xe đỉnh tựa luôn. Thì nữa bây giờ tôi chế cái giữa sau mới được, lấy sắt hàng vô khoan mấy ốc làm cái giữa sau, nó đi đường dài không có giữa sau thì sao nổi. Chẳng mà chạy xe rồi nè, nghe nó đỡ mệt hơn là ngồi sau, ngồi sau thấy gì cho mệt hơn á. Sắt sắt mới được thôi, bắt ốc bắt một mỗi bên hai con ốc là được rồi, hai ốc rồi mình đánh cái cây vuông lên vuông. Không, một cái vòng cung hoặc à nó đâm lại sao cái dở lên là xong, đâm lại sao dở lên vòng cung hoặc là đánh lên trước vậy đó.
rồi bắt đầu rồi bắt đầu kiếm cái điểm hay gì đó, một sao là xong, yên xe gì đó tắt vô sao là xong, cái yên là để mình dựa đó. Đó ở trên sọt xuống cái là xong, nó sụp nó lật sụp lắm, tại cái đó bắt cố định luôn mà, còn cái kia là khi nào cần thiết là mình mới bắt cố thấp vô, nhưng mà nó ông ăn liền, ăn liền, cái bình nó bự quá à, nó không chịu đâu nổi, nó nặng. Không, cái đó dù đâu cái. Cái đầu ngủ của ổng chắc là ổng gửi ở cái chỗ đó. Tại vì cái đó tôi biết. Cái liều tự bung. Cái liều tự bung đó nó lùm xùm lắm. Lại vé cái nữa là tới hù luôn rồi đó. Nó liều tự bung là nó được cái nào nó giãn tiện, nhưng mà ngặt cái ship lại rồi nó rất là bự. Nó bự dữ lắm, nó tới 6-7 tắc lận. Trong khi của tôi mua là có 3 tắc mấy đó mà tôi còn chơi dài. Bắt đầu tôi cắt lần ra làm đâu cái nữa, làm cái kết nối cho nữa, bỏ lọt cái xe luôn nè. Còn mấy cái liều đó nó bự khủng khiếp lắm. Lát này ông chú Út ông sợ hay gì rồi? Ông sợ hay gì rồi? Ông sợ sao? Nè, tại nãy lạc 2-3 xe đó mất tiêu đó. Chắc Mỹ điện là chắc tới tóm rồi cũng hết hồn rồi. Bỏ mất 2-3 xe, không biết đường đi. Lên cầu số 15. Mình còn qua 15 cây cầu nữa đó. Rồi tới một đoạn không cầu cái nữa. Xa lắm. Cái đường dài. Cái đường Phi Tôn là như là 3 mấy cây số hay gì đó. Cái đường tâm ngang này nè, chắc nãy cũng chết trơn nè, chạy nắng nó hóc. Rồi mình còn nửa bình xăng, tới chỗ luôn rồi nổ. Biết mấy cái chết ở dọc đường là anh gì không? Nè, con bò bắt trước thôi.
là nó thích gì đó. Thì tao mới đi nhỏ giờ nó thích nó coi mấy cái vụ đó không đó. Nó thấy giống hệt như là nó đâm cái cây chuối ra nó nhai sọt sọt gì đó mà mấy triệu được xem. Nó đâm cây chuối ra cho nó chấm muối nè. Đâm nguyên cây chuối vậy đó. Làm biết là điên chưa? Nó thấy vui là nó ủng hộ thôi, nó còn chia sẻ tùm lum. Cũng có chỗ dựa chú bộ. Có cọng dây lông bẹ là phe ta đó. Hình cũng chỉnh sửa rồi dữ lắm đó nha. Cái bữa điện bức sen đó tôi thấy chỉnh sửa rồi dữ lắm nha.
rửa xe khác ơi. Đức của quản sao cụt 5 giờ rồi chắc về luôn, tại vì chạy vô Đức của quản rồi mình đảo ra cả cọc cây nữa đó. Để coi coi ai biết chừng cái đoạn này chịu chơi thôi. Rồi 101 dấu chân cho đó. Qua chi tôn. Lần ngay lễ thôi vậy Sáu ơi, mới nhắc tới nghĩa bên dân vậy á. Đầu số 10 nha, để tụi vô một căn nữa rồi nha. Ừ. Để tụi vô là một mà là tính vô đó ăn cơm, kệ bên phải kệ sao. Chắc chợ tà đảnh quá. Bên tay phải bên chợ quá ơi. Phải chợ tà đảnh nào. Ổng là nguyên cái khu vực này là ổng ở nguyên khu vực này là khu vực này, khu vực kháng chiến của nghĩa binh Giang Nghị mà. Rất là mất tiêu trên rồi, hai ông này chạy chậm quá ta. Đi đó thì mấy ổng tấp vô cái đường vào không phải rồi. Thank you.
tới trước rồi, một cái rồi tới đó. Còn 13 phút nữa tới. Tại vì mình đi đâm ngang, còn mình đi từ cái làn sáng cây dương đó, là mình đi lên tới cầu cầu cảnh sát Dịch Tre, cầu cảnh sát Dịch Tre bọc vô, còn dưới này là mình bọc lên. Trời ơi, đi một chuyến này gần tôi xách cái xe này đi cả nửa năm. Không. Nhưng mà mình đi là cũng khoảng từ 500 cây số. Tất cả đó nó cũng cả 500 cây số. Đi về luôn. Tại vì cũng đi là khoảng 230 cây mà mình còn chạy vòng vòng biết bao nhiêu nữa. Chạy vòng vòng cái núi á. Không, đo trên Google Map á. Tính ra là khoảng 500 cây số đó.
bữa nào lấy cái cục mũ rồi anh vô coi sao. Khoan một lỗ, khoan một lỗ, bắt đầu hơ nóng sơ nhẹ cái này cái rồi đâm vô cái là rồi. Nó chỉ cho nhiều khi bỏ cả đời cũng lại. Có qua cái cửa khẩu rất dối nha, tầm lưng cửa kìa. Mà trình tầm lưng cửa anh thiếu một giấy là đố anh qua được. Thôi đi kìa, đi kìa, đi kìa. Đi kìa. Ta xuống hoài. Rồi. Cái gì? Đó con thần. Trời, nó giống như quả. Ở đây luôn à. Ở đây luôn. Trong đây có cái cổ hơi. Về luôn hả gì à? Về luôn à. Về luôn hả qua. Rồi về luôn rồi. Đây nè. Hoặc là lại đằng trước cũng có cái ngõ bọc vô nữa. Nó là vô đằng trước à. Hai đường vô là đằng trước đó bọc vòng qua đây. Đằng này thì bọc vòng lên này. Vô đây ăn cơm quá. Tại trong này là đã cơm. Rồi vô rồi sao anh? Vô à? Vô. Tầm kiếm luôn. Nhập nha. Tầm kiếm, nhập kiếm, nhằm mục tiêu tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đặc biệt là về thể chế, cần phải tập trung tháo gỡ các khó khăn. Xe nào có cổng dây lông bẹ là xe ta đó. Rút kinh nghiệm lần sau mà đi đâu nhóm ha. Buộc mỗi xe cổng dây lông bẹ hết. Có nhà mua cái đường bên hai bên con kênh mà hai bên kênh đường. Đó rồi 4 phút nữa.
đường chính xác xe đi vô á, chỗ này mình bật lên. Tại vì ở đây ra lộ Tẻ Chi Tôn còn xa lắm, ra lộ Tẻ Chi Tôn mới tới quốc lộ 91, rồi quốc lộ 91 mình tăng cái vô rồi tới đường đây rồi. Lễ mà lớn nhất trong năm mà lễ này với lễ ông Ba Thới, lễ Đức Thầy, lễ Phật Thầy Tây An, rồi lễ Phật Trùm, lễ Đức Bổn Sư, rồi lễ ông Nguyễn Trung Trực, mấy lễ nào lớn không, và không có chỗ để xe luôn. Có thay thẻ, thay pin thì thay nha. Cái này là đi gấp dữ lắm đó. Nhớ bấm theo tôi nha. Nói chung là sơ sơ thôi, đừng có chi tiết, mình không có thời gian đâu. Hả? Rồi. Rồi, hiện tại là mình đã đến cái khu vực của Vinh Sơn Trung, Đức Cố Quảng. Mình sẽ ở đây một dọc, đây là cái chỗ gửi xe của mình nè cô. Bỏ khẩu trang các bạn. Bỏ xả con mắt. Rồi. Đi nhau đừng để lại ở đây nè. 25.000 một cái nón, à, có thể là từ đó mình sẽ về lối này. 25.000 một cái nón, 25.000 gỗ, cái đoạn người hành hương nào có